Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Em là Nam ở Thái Bình. Kênh chuyên về phụ tùng xe 3 4 bánh tất cả các loại xăng và điện, thủy lực các kiểu, động cơ, motor đủ các loại luôn. Hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ chế xe 3 bánh dưới 500 kg. Và bộ này thực tế nó là một bộ bớt đi cấu hình số mạnh dần hậu và nhíp từ 5 ná dài 70 thì chuyển xuống 5 ná dài 50. Tuy nhiên là nhíp 5 ná thì ngắn đi thì nó sẽ khỏe hơn đấy. Cho nên là bộ này em vẫn cứ tự tin giới thiệu cho các bạn là dưới 5 tạ hoặc 5 tạ được. Tuy nhiên thì khi không có số mạnh ấy, thì xe máy của các bạn có thể sẽ bị yếu. Tất nhiên là với cái điều kiện đồng bằng đấy, thi thoảng trở lặng thì các bác mua bộ này là hoàn toàn hợp lý, giá vừa rẻ đấy, lại vừa túi tiền mà vẫn đáp ứng nhu cầu. Ví dụ như đi đường bằng thì 500 kg thì mình về số xe máy vẫn đi bình thường đấy. Chiều rộng của cây cầu này thì bên em sẽ cung cấp cho các bác đủ các loại từ 70 cho đến mét 2, lắp bánh nó sẽ ra khoảng 10 cm nữa, mét 2 ra mét 3, 70 ra 80 đấy. Còn bánh xe thì bộ này em trang bị là bánh 400-12, vành nhập khẩu của Trung Quốc, vành này rất là tốt đấy, hàng nhập khẩu Trung Quốc, gân tăng cứng này. Vành này nó dày, nguyên cái vành không là 4,5 cân, còn bánh thì nó hơn 7 cân, nó khoảng 7,5 cân đấy. Bánh và sam lốp, vành là hơn khoảng 750 kg. Số lùi thì trang bị số lùi cho xe cốt 17 hoặc cốt 19 thì cái đấy là khách hàng báo thì em sẽ đưa cho phù hợp. Đây nhíp thì nhíp 5 ná hàng nhập này. Đấy. Có gân tăng cứng luôn. Nhíp 5 ná hàng nhập, đàn hồi tốt, chịu tải tốt. Phụ kiện thì vẫn đầy đủ nhé các bác. Phụ kiện thì vẫn đầy đủ. Quang, đu này, bích này, mõ nhíp này, cao su 12 chiếc này. Đấy. Đu nhíp này, tất cả đều ốc chống trôi hết nhé. Tất cả đều ốc chống trôi này. Mọi chi tiết đặt hàng thì xin liên hệ số điện thoại là 0983 818 955 hoặc 0966 818 955. Hoặc là khách hàng có thể không liên hệ được thì xin vui lòng để lại tin nhắn và Zalo hoặc comment ở dưới video, bên em sẽ trả lời. Tại vì bên em là cũng nhiều khi khách hàng gọi trùng cuộc gọi rất là nhiều, không thể nghe hết tất cả các cuộc gọi của khách hàng được, cho nên cũng là một cái thiếu sót, rất là mong các bác thông cảm, và bác nào có thiện chí thì có thể gọi lại hoặc là để lại tin nhắn bên em báo giá. Giá thì lúc nào cũng ưu tiên là giá rẻ nhất trên thị trường và đồ thì tốt nhất. Đấy, cái đấy thì mình xin dám khẳng định hai câu đó. Bởi vì các bác, nhiều bác mua hàng nhà em thì đều đã trải qua rồi. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.